để thưởng thức món tôm theo phong cách chỉ có ở Bến Tre, chúng tôi theo xuồng của chú Ba Sơn đi tìm nguyên liệu. Là dân địa phương, hơn 25 năm rong ruổi theo con nước, này chú Ba kiêm luôn hướng dẫn viên cho khu du lịch. Đặt lợp tôm thì có thể sử dụng những cái mồi giống như là ốc sên, cơm dừa hoặc là con đuông dừa như thế này. Tuy nhiên theo chú Ba Sơn thì đuông dừa chính là món mồi mà đặt lợp tôm chạy nhất. Móc lại ha, cố định nó lại. Tức là nếu mà đúng vào con nước là có khi một lờ, vậy là mình có nhiều tôm trong đó. Có nhiều tôm. Cái này có à nha. Vô nhiêu đây nè. Bữa nay mình kiếm cũng được kha khá ha. Nè đỡ rồi. Có một con quá trời bự luôn kìa. Tôm nó không mạnh, nó có chân đó kẹp à. Con to cỡ này bán được cỡ nhiêu ký chút? Cái này nó giá ở đây nó 250. Cái này đúng nữa nè. Wow. Đợi mấy đứa đi theo chú nè hên. Nghe nói tôm sông mà đem hấp với dừa trái thì chỉ cần ăn một lần thôi sẽ nhớ. Vậy là không cần nồi niêu bếp núc, chúng tôi tận dụng cây nhà lá dừa. Nhớ chọn cho bằng được trái dừa hơi cứng cậy xíu nhé. Không biết mấy con tôm kia có ngon không, chứ nhìn chén muối hột là thấy thèm rồi. Trong lúc chờ đợi, sẵn than đỏ củi dừa, nướng vài con thử muối cái đã. Sau 30 phút kiên nhẫn, giờ thì chuẩn bị thưởng thức món chính. Được thưởng thức tôm hấp ngay dưới bóng dừa thực sự là một trải nghiệm thú vị. Nhưng có lẽ điều khiến chúng tôi nhớ nhất là cái tình mà người dân nơi đây dành cho cây, cho đất. Ít ai biết rằng chuyện chú Ba Bá chế tác bộ đờn dừa hay chuyện anh Tùng bỏ phố về vườn làm du lịch cũng chỉ vì muốn trả ơn cây dừa. Họ, những người từng lớn lên từ vị ngọt của cây, và nay họ tiếp tục giữ cây bằng những giá trị văn hóa đầy sáng tạo. Trong âm thanh, chúng tôi cảm nhận sức sống mới đang phất lên từ những vườn cây già cỗi.